thật sự tôi rất vui. Mà không phải hôm nay tôi mới vui, khi các bạn đã ngỏ lời đến tổ chức trung thu cho các em. Và hôm nay niềm vui rất là lớn là các bạn đã đem đến cho chúng tôi những cái món quà về vật chất, là cái điều kiện để chăm lo cho các em. Món quà thật sự đối với tôi là rất là lớn. Bên cạnh đó, một cái món quà nữa tôi nghĩ cũng không thua kém là món quà tinh thần. Các bạn tổ chức cho các em một cái đêm trung thu, tôi tin chắc rằng là với cái sự yêu thương và cái tấm lòng của các bạn đến đây thì đêm nay là một đêm rất là vui và đầy ý nghĩa với các em. Cảm ơn các bạn rất nhiều.